Một thanh niên chở theo căn xăng loại 30 lít đi xuống phà tại tỉnh Đồng Tháp rồi bất ngờ châm lửa đốt. Có cao ông, trời ơi, còn mấy ông kẹt ở dưới nữa, kẹt mấy ông phà mượn nữa kìa. Ông ở đầu phà kìa. Nổ trơn dàn xe luôn rồi. Nổ trơn luôn rồi, cháy quá trời luôn rồi. Giờ đâu có ai xuống đâu cứu được. Dòng xăng mà. Người khấu kiểu đó không em. Rất đông người dân tập trung trước bến phà ở phường 3, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp chứng kiến vụ cháy. Cùng với lửa, khói đen bốc lên nghi ngút là những tiếng nổ lớn. Nổ quá, nổ luôn rồi. Cháy rụi xe hết trơn luôn rồi, bà con ơi. Và đây là những gì còn sót lại sau vụ cháy. 11 xe máy bị cháy rụi. Chiều 15 tháng 12 năm 2023, trao đổi với phóng viên báo Thanh Niên, một lãnh đạo công ty phà Đồng Tháp cho biết, công ty đang tích cực phối hợp với công an tỉnh Đồng Tháp điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy khiến nhiều xe máy của hành khách đi trên phà Sa Đéc bị thiêu rụi. Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ trưa cùng ngày, chiếc phà loại 60 tấn của công ty phà Sa Đéc chuẩn bị xuất bến từ bờ ở phường 3, thành phố Sa Đéc sang bờ xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, thì một thanh niên 26 tuổi, ngụ thành phố Sa Đéc, chạy xe nẹt pô, hú ga, trên xe chở theo can xăng loại 30 lít đi xuống phà. Ngay khi xuống phà, người này đổ xăng châm lửa đốt, khiến nhiều xe máy của hành khách trên phà bốc cháy dữ dội, kèm theo tiếng nổ. Nhận được tin báo, công an thành phố Sa Đéc đến hiện trường, phối hợp người dân dập lửa và bắt giữ nam thanh niên. Qua khai thác nhanh, người này có biểu hiện trầm cảm. Vụ cháy khiến nam thanh niên bị bỏng nhiều chỗ trên cơ thể. Người này sau đó được đưa đến bệnh viện điều trị. Một nhân viên điều hành phà Sa Đéc bị bỏng nhẹ. Ngoài ra, có 11 xe máy của hành khách đi trên phà bị thiêu rụi hoàn toàn. Một phần bên hông chiếc phà cũng bị cháy đen.